Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Chương 2. Tình cảm và đạo đức của đám đông. 1. Tính bốc đồng, tính dễ thay đổi, tính dễ bị kích động của đám đông. Đám đông là đồ chơi của mọi kích động bên ngoài và phản ánh điều đó qua những biến đổi không ngừng. Những xung động mà nó phải tuân theo khẩn thiết đến nỗi quyền lợi cá nhân bị mờ nhạt đi. Chẳng điều trị được mưu tính trước ở đám đông, tác động của chủng tộc. 2. Tính dễ bị gợi ý và tính nhẹ dạ của đám đông. Đám đông dễ tuân theo sự gợi ý. Những hình ảnh được gợi lên trong tâm trí thì được đám đông coi là thực tế. Tại sao những hình ảnh đó đối với mọi cá nhân hợp thành đám đông lại đều giống nhau? Sự cầu bằng giữa nhà bác học và kẻ ngu đần trong một đám đông. Những ví dụ khác nhau về các ảo tưởng mà mọi cá nhân trong đám đông đều dễ mắc phải. Không thể tin tưởng vào sự làm chứng của đám đông. Sự nhất trí của nhiều chứng nhân là một trong những chứng cứ tồi tệ nhất mà ta có thể nêu lên để xác lập một sự kiện. Giá trị yếu kém của sách lịch sử. 3. Sự phóng đại và giản đơn trong tình cảm của đám đông. Đám đông không biết tới sự nghi ngờ, cũng không biết tới sự chắc chắn và luôn đi tới cực đoan. Tình cảm đám đông luôn quá khích. 4. Lòng bất khoan dung, tính chuyên chế và bảo thủ của đám đông. Nguyên cớ của những tình cảm này, thói nô lệ của đám đông trước một quyền lực mạnh, những bản năng cách mạng nhất thời của đám đông không ngăn cản chúng trở nên vô cùng bảo thủ. Đám đông có bản năng thù nghịch với những thay đổi và tiến bộ. 5. Đạo đức của đám đông. Đạo đức của đám đông tùy theo những gợi ý, có thể trở nên kém hơn nhiều hay cao hơn nhiều so với đạo đức của những cá nhân cấu thành nó. Lý giải và ví dụ. Đám đông hiếm thường quyền lợi là động cơ đặc biệt của cá nhân riêng lẻ, vai trò giáo hóa của đám đông. Sau khi đã nói một cách rất chung về những tính cách chính của đám đông, bây giờ chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết của những tính cách này. Ta nhận thấy rằng trong những tính cách đặc thù của đám đông có khá nhiều tính cách như thói bốc đồng, tính dễ bị kích động, sự thiếu khả năng suy luận, thiếu xét đoán và tinh thần phê phán, sự thổi phồng tình cảm và nhiều điều khác. Mà ta đồng thời cũng nhận thấy ở những người thuộc về hình thái phát triển thấp như phụ nữ, người giả mang và trẻ con. Nhưng đó chỉ là một sự giống nhau mà tôi nhân tiện chỉ ra. Việc chứng minh điều ấy vượt ra ngoài khuôn khổ của cuốn sách này. Hơn nữa, việc đó sẽ vô ích đối với những người đã hiểu về tâm lý học người nguyên thủy và luôn thiếu thuyết phục đối với những người không biết môn tâm lý ấy. Bây giờ tôi xin tiếp cận lần lượt những tính cách khác nhau mà ta có thể quan sát thấy ở phần lớn các đám đông. 1. Thói bốc đồng, tính hay thay đổi và tính dễ bị kích động ở đám đông. Khi nghiên cứu những tính cách cơ bản của đám đông, chúng tôi đã nói rằng đám đông hầu như bị vô thức dẫn dắt. Những hành vi của nó chịu nhiều ảnh hưởng của tủy sống hơn là của não bộ. Ở điểm này, đám đông hoàn toàn giống với người nguyên thủy. Những hành vi được thực thi có thể hoàn hảo về mặt thực hiện, nhưng não bộ không điều khiển những hành vi ấy. Cá nhân hành động tùy theo những ngẫu nhiên của các kích thích. Đám đông là đồ chơi của mọi kích thích bên ngoài và phản ánh những biến đổi không ngừng của chúng. Vậy, nó là nô lệ của những xung động mà nó tiếp nhận. Cá nhân riêng rẽ có thể chịu cùng những kích thích như con người trong đám đông, nhưng chỉ não bộ chỉ ra cho nó những bất lợi khi nhượng bộ điều đó, nên nó không nhượng bộ. Về mặt sinh lý học, đó là điều mà người ta có thể biểu lộ khi nói rằng cá nhân tách riêng có khả năng làm chủ những phản xạ của mình, còn đám đông không có được điều đó. Những xung động khác nhau mà đám đông phải tuân theo này, tùy theo các kích thích, có thể là độ lượng hay tàn ác, anh hùng hay nhát gan, nhưng các xung động ấy luôn luôn bức thiết đến nỗi quyền lợi cá nhân, quyền bảo toàn bản thân không thống trị con người nữa. Những tác nhân kích thích có thể tác động lên đám đông một cách đa dạng và đám đông luôn tuân theo chúng. Do vậy, đám đông cực kỳ dao động. Và chính vì thế, ta thấy đám đông trong phút chốc chuyển đổi từ thái độ hung bạo đẫm máu nhất sang đại lượng hay anh hùng tuyệt đối nhất.
đám đông rất dễ dàng trở thành đao phủ, nhưng trở thành kẻ tử chỉ đạo cũng chẳng kém dễ dàng. Chính từ trong lòng đám đông đã tuôn chảy những dòng thác máu mà chiến thắng của mỗi một niềm tin đòi hỏi. Chẳng cần phải quay trở về những thời đại anh hùng mới thấy được đám đông có khả năng đến thế nào ở điểm này. Trong một cuộc nổi dậy, đám đông không bao giờ mặc cả mạng sống của mình. Và chỉ cách đây ít năm thôi, một vị tướng đột nhiên nổi danh, dễ dàng tìm thấy ngay 100.000 người sẵn sàng hy sinh đời mình cho sự nghiệp của ông ta, nếu ông ta đề nghị họ. Vậy chẳng điều gì có thể lường trước ở đám đông? Đám đông có thể liên tiếp đi qua các sắc thái tình cảm rất trái ngược nhau, nhưng đám đông bao giờ cũng chịu ảnh hưởng của những kích thích tại thời điểm. Đám đông giống như những chiếc lá mà giông bão cuốn lên, tan tác mọi ngã, rồi tự rơi xuống. Bằng việc nghiên cứu ở chỗ khác một số đám đông cách mạng, chúng tôi sẽ chứng minh và ví dụ về tính hay thay đổi trong tình cảm của nó. Sự dao động của đám đông làm cho nó rất khó điều khiển, nhất là khi một bộ phận quyền lực công rơi vào tay đó. Nếu những nhu cầu đời sống hàng ngày không là một thứ tác nhân điều hòa vô hình của sự vật, thì những nền dân chủ khó có thể tồn tại lâu dài. Nhưng nếu như đám đông muốn điều gì một cách cuồng nhiệt, thì nó cũng không mong muốn điều đó quá lâu. Nó không thể có một ý chí cũng như tư tưởng kiên định bền lâu. Đám đông không chỉ hay bốc đồng và thay đổi, cũng như người dã man, nó không chấp nhận một điều gì đó có thể xen vào giữa niềm ham muốn của nó và sự thực hiện niềm ham muốn ấy. Nó càng ít hiểu điều này hơn nếu số lượng đám đông đem lại cho nó ý thức về một sức mạnh không chỉ ngăn đổi. Đối với cá nhân nằm trong đám đông, khái niệm về sự bất khả đã biến mất. Cá nhân đơn độc cảm thấy rõ rằng anh ta không thể một mình đốt cháy lâu đài, cướp phá cửa hàng, và nếu anh ta định làm việc đó, thì anh ta sẽ dễ dàng cưỡng lại được ý đồ của mình. Nhưng khi là bộ phận của đám đông, anh ta có ý thức về quyền lực mà số đông đem lại cho mình, và chỉ cần gợi ý cho anh ta ý tưởng về sự giết người và cướp phá là anh ta lập tức ngã theo ý đồ ấy. Cản trở bất ngờ sẽ lập tức bị bẻ gãy với sự cuồng nhiệt. Nếu cơ thể người cho phép sự cuồng độ vĩnh tồn, thì ta sẽ có thể nói rằng tình trạng bình thường của đám đông bị ngăn trở là sự cuồng độ. Trong tính dễ bị kích động, thói bốc đồng và tính hay thay đổi của đám đông, cũng như trong mọi tình cảm thông thường khác mà ta sẽ nghiên cứu, những tính cách cơ bản của chủng tộc, mảnh đất không biến đổi, nơi nảy sinh mọi tình cảm của ta luôn can thiệp vào. Mọi đám đông bao giờ cũng dễ tức giận và bốc đồng, chắc chắn vậy, nhưng với những biến đổi lớn về mức độ. Ví dụ sự khác biệt giữa một đám đông người Latin với một đám đông người Anglo-Saxon là rất rõ nét. Những sự kiện gần đây nhất trong lịch sử Pháp đã làm sáng tỏ điểm này. Năm 1870, chỉ cần công bố một bức điện đơn giản vì một lời sỉ nhục được giả định dành cho một vị đại sứ cũng đủ để làm bùng lên cơn cuồng độ, và lập tức một cuộc chiến tranh khủng khiếp đã xảy ra. Vài năm sau, thông báo điện tín về cuộc thất trận không đáng kể ở Lạng Sơn đã gây ra một sự bùng nổ mới, dẫn tới chính phủ bị sụp đổ ngay lập tức. Cũng thời gian ấy, một đoàn quân viễn chinh của Anh đã thất trận nặng nề hơn nhiều ở Khartoum, chỉ gây ra một xúc động rất nhỏ ở Anh và chẳng hề có một chính phủ nào bị lật đổ cả. Chú thích: Khartoum, thủ đô nước Cộng hòa Sudan. Hết chú thích. Ở khắp mọi nơi, đám đông thường nữ tính, nhưng đám đông giàu nữ tính nhất là những đám đông người Latin. Những ai dựa vào chúng có thể leo lên rất cao và rất nhanh, nhưng sẽ luôn luôn phải đi men trên sườn núi Tarbien, và chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị đẩy xuống vực. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.